Chào các em nhá. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 10, luyện tập trung. Và các em nhớ đây là vở bài tập môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 2, ba bộ sách đều có đầy đủ cho các em rồi. Các em tìm để các em học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 42 nào. Như vậy chúng ta sẽ quan sát vào đây. Trong bài số 1, thầy có một cái bảng như thế này nè. Các em cùng quan sát nè. Đấy, cái bảng người ta cho đó. Được chưa? Hàng ngang thứ nhất nè là những số hạng nè. Hàng ngang thứ hai nè cũng là số gì? Số hạng. Và hàng ngang thứ ba đây là tổng. Vậy thì muốn tính cái tổng này thì các em phải lấy gì? Số hạng cộng với số gì? Số hạng, đúng không? Vậy ở đây thì 9 cộng với 2 thì bằng bao nhiêu? 10, 11, đúng không? Đó, vậy thì đây chính là cái mẫu này. Bây giờ nhiệm vụ của các em là hoàn thành những phép cộng ở đây cho thầy. Đấy, chúng ta còn lại các phép cộng. Và các em dừng video lại, các em hoàn thiện các phép cộng này cho thầy nhé. Được chưa? Các em làm xong chưa? Như vậy chúng ta sẽ đến với phép cộng đầu tiên. Đây chính là thuộc bảng gì? Bảng cộng 9 thôi. 9 cộng 3 bằng 10, 12. 9 cộng 4 bằng 10, 13. 9 cộng 5 bằng 14. 9 cộng 6 bằng 10, 15. 9 cộng 7 bằng 16. 9 cộng với 8 bằng 17. Và 9 cộng 9 thì bằng bao nhiêu? 10, 18. Được chưa các em? Đấy, như vậy mình đã hoàn thành nhé. Em nào có kết quả khác thì chúng ta sửa lại. Được chưa? Được chưa? Rồi, chúng mình đến bài số 2 nào. Bài số 2. Thầy đọc đề bài một lần, sau đó các em quan sát. Một cửa hàng buổi sáng bán được 6 chiếc xe đạp. Buổi chiều bán được thêm 3 chiếc. Hỏi cả ngày bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? Đấy, thầy vừa đọc xong rồi. Bây giờ các em hãy dừng video lại, các em tự đọc đề bài và phân tích đề bài xem người ta cho mình những gì và hỏi mình cái gì. Rồi, các em đọc xong rồi đúng không? Vậy thì các em cùng phân tích với thầy nào. Cái cửa hàng này sáng nè, sáng thì bán được 6 chiếc nè. Chiều bán thêm nè, thêm mấy chiếc? Thêm 3 chiếc. Vậy thì giờ ta hỏi cả ngày là được bao nhiêu chiếc? Đó. Vậy thì bài toán cho mình những gì nhỉ? Đúng rồi, bài toán chúng ta sáng thì có 6, chiều thêm 3, vậy thì cả ngày là mấy? Đúng không? Đúng chưa nào? Đấy, vậy thì từ những nội dung mà chúng ta vừa phân tích, các em sẽ viết tóm tắt bài toán cho thầy nhé. Rồi, chúng ta sẽ viết tóm tắt vào đây. Thầy sẽ tiết kiệm giấy nhé. Tùy theo, ở trường các em học, có thể có trường chúng ta không phải viết tóm tắt, nhưng có những trường chúng ta phải viết tóm tắt. Được chưa? Các em có dữ kiện đầu tiên nè. Buổi sáng bán được nè, 6 chiếc nè. Vậy thì chúng ta chỉ cần ghi nè, sáng nè. Sáng có mấy chiếc? 6 chiếc. Được chưa? 6 chiếc. Buổi chiều sẽ thêm bao nhiêu? Ta nhớ phải có từ thêm nè.
chiều thì thêm mấy? 3 chiếc, đúng không? Đó, vậy thì giờ ta hỏi cả ngày bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? Vậy thì cả ngày nè sẽ là bao nhiêu chiếc, đúng không? Đó, các em viết được tóm tắt thì chắc chắn là gì? Các em sẽ viết được lời giải, đúng không? Bây giờ các em thử nghĩ xem chúng mình sẽ dùng phép tính gì vào đây. Theo thầy là thầy làm phép tính trừ đấy. Thầy thử các em thôi. Chúng ta mà làm phép tính trừ ở đây là coi như công công cốc, đúng không? Đây phải là phép tính gì? Có từ từ thêm nè. Đó, có thêm nè. Thì chúng ta phải biết ngay đây là dạng toán gì? Thêm một số đơn vị. Vậy phép tính của chúng ta ở đây phải là gì? Cộng nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trình bày lời giải sang đây. Như vậy họ hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? Thì mình sẽ trả lời ngắn gọn thôi. Cả ngày nè. Cả ngày bán được, đúng không? Số xe đạp là cả ngày bán được số xe đạp là, đó, được chưa? Các em sẽ lấy số xe đạp buổi sáng bán được là 6 cộng với số xe đạp buổi chiều bán được là 3. Vậy thì 6 cộng 3 bằng 9 gì? 9 chiếc. Được chưa? Được chưa nào? 9 chiếc xe đạp. Và chúng mình sẽ ghi cho thầy đáp số vào đây thôi. Như vậy cả ngày sẽ bán được là 9 chiếc xe đạp. Được chưa? Xong nhé. Rồi, mình sẽ đến với bài số 3. Bài số 3. Có 8 con vịt đang ở trên bờ. Sau đó này, 8 con trên bờ này. Sau đó 4 con vịt ở dưới ao lên bờ. Đó, hỏi lúc này trên bờ có bao nhiêu con? Các em cùng dừng video lại và các em phân tích cái đài. Như vậy bài toán cho mình cái gì? Bài toán cho mình nè, 8 con vịt đang ở trên bờ, đúng không? Sau đó này, 6 con vịt ở dưới ao lên bờ. Tức là gì? 6 con này nó đang bơi lội ở dưới ao thì nó lại đi gì? Lên trên bờ, đúng không? Đây cái ao nước như thế này phải không? Sẽ có 8 con này đang ở trên bờ này, 6 con này đang ở dưới này. Vậy thì sau đó 6 con này nó đi lên trên bờ. Đó, vậy thì người ta hỏi lúc này ở trên bờ có bao nhiêu con vịt? Các em hiểu không nào? Đó, vậy thì từ cái nội dung người ta cho đây, chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt bài toán này. Được chưa? Chúng ta sẽ tóm tắt nào. Đó, ở đây thì người ta chừa cho mình rất là ít dòng kẻ nên là chúng ta phải tận dụng nhé. Tóm tắt nè. 8 con trên bờ nè. Được chưa? Có 8 con vịt đang trên bờ này. Sau đó 6 con vịt ở dưới ao lên bờ. Vậy thì mình sẽ tóm tắt là mấy? Có 8, đúng không? Thôi chúng ta ghi là trên bờ. Trên bờ có 8 con. Trên bờ nè, có mấy? 8 con. Đúng không? Đó. Sau đó 6 con vịt ở dưới ao lên bờ. Vậy thì sẽ là gì? Thêm.
hay là lên, đúng không? Lên hay là thêm cũng được, đúng không? Thêm mấy con? 6 con. Tức là gì? 6 con này nó đang ở dưới ao thì nó đi lên bờ thì chúng ta biết đây sẽ là gì? Thêm, đúng không? Vậy thì hỏi có bao nhiêu con trên bờ? Có bao nhiêu con vịt ở trên gì? Trên bờ. Đúng không? Đấy, mình tóm tắt xong nhé. Bây giờ các em sẽ dựa vào cái tóm tắt này, các em nghĩ xem chúng ta sẽ có lời giải là phép tính nào các em. Thầy gợi ý chúng ta có từ gì đây? Từ thêm này. Đấy, vậy thì từ thêm thì mình sẽ dùng phép tính gì? À đúng rồi, phép tính cộng, đúng không? Vậy người ta hỏi lúc này có ở trên bờ bao nhiêu con vịt, chúng ta sẽ trả lời làm sao? Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài giải sang bên này nhé. Chúng ta sẽ kỳ trả lời trên bờ có gì? Có số con vịt là, đúng không? Đó. Các em sẽ lấy mấy con? 8 con ở trên bờ lúc đầu này. Cộng thêm mấy? 6 con từ dưới ao nó đi lên. Vậy thì 8 cộng 6 sẽ bằng 10. 14 con. Và cuối cùng các em chỉ ghi cho thầy đáp. Đáp số bao nhiêu con các em? 14 con các em nhé. Được chưa? Đó, mình ghi rõ luôn 14 con vịt. Đó, là giáo viên sẽ không bắt lỗi gì nữa, đúng không? Đó, như vậy thì trong ít phút chúng ta đã thực hiện xong được tiết số 2 của cái bài này. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và kênh của chúng mình cho các bạn đang học ở trong lớp trong trường các em nhé. Rồi, hẹn gặp lại các em.